Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. 对呀，chúng ta phải trải nghiệm với thiên nhiên, bắt cá thì nhìn lên đó mà là những cuộc sống thú vị. Go! Xin chào. Nhiệm vụ của các anh chị là gì? Mỗi người một cây cờ, một cây kéo và một thiết bị, đó là giấy đại can các anh chị nha. Rồi chúng ta và những cái thuê của chúng ta. Rồi số 3 đây. Đây chị lưu ý chương trình của chúng ta là hải tặc, cho nên là các anh chị đặt những cái tên nó mang cái xu hướng về biển, về đại dương, về những cuộc chinh phục, về những vùng biển ở trên thế giới, mọi thứ đẹp được các anh chị nha. Và sếp của các anh chị, anh Thập có gửi cho các anh chị mỗi đội có một câu để phía chú các anh chị sau khi làm cờ xong các anh chị sẽ chia sẻ. Như vậy là trong lúc làm cờ các anh chị có thêm một nhiệm vụ chuẩn bị ý tưởng để chia sẻ về cái câu mà các anh chị nhận được. Các anh chị lưu ý, sau khi mình trang trí cờ xong mình sẽ lên thuyết trình trước các đội quân cướp biển khác, các đội hải tặc khác. Thứ nhất mình nói về lá cờ của mình, logo, ý nghĩa. Và cái thứ hai, các bạn, các anh chị sẽ thuyết trình về cái thông điệp mà các anh chị đã nhận được. Ví dụ như là cướp biển, Kevin. Một số trò chơi sinh hoạt vòng tròn các anh chị nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục cái phần thi cho các biệt đội hải tặc chiều ngày hôm nay. Hai thằng mới giành nhau rồi. Rồi. 2 3. Nó chưa uống nó đã khà rồi.